Bán tốt xin giới thiệu cây nước nóng lạnh mini để bàn Fuji Home WD03E. Thật sự là sự lựa chọn tiện lợi cho bạn và gia đình. Kích thước nhỏ gọn, phù hợp đặt trên mặt bàn, tiết kiệm tối đa diện tích. Kích thước cao 40.5cm, rộng 30.2cm, sâu 25cm, nặng 3kg, công suất làm nóng 500W, 5 lít trên giờ. Nhiệt độ nước nóng từ 85 đến 95 độ C, công suất làm lạnh 615W, 0.75 lít trên giờ. Nhiệt độ nước lạnh dưới 15 độ C, phù hợp với nhiều dung tích bình nước từ 11 đến 20 lít. Máy tích hợp chip và mainboard làm lạnh thế hệ mới, có thể làm lạnh nước gần 10 độ C. Khoang úp bình đa năng, dễ dàng tháo rời và vệ sinh. Máy giúp lấy nước ngay khi cần, làm nóng và làm mát nước để sử dụng uống trực tiếp hoặc pha trà, cà phê, pha mì. Clip quay và đánh giá sản phẩm từ khách hàng. Nếu bạn thấy thích sản phẩm này, hãy nhấn vào liên kết bên dưới để đặt hàng. Cảm ơn các bạn.